Về sự giác ngộ và giải thoát á, lệ thuộc vào phương pháp tu và cái tinh tấn trong tu tập. Còn không gian tu đó chỉ là một hỗ trợ thuận duyên thôi, chứ không có quyết định thay thế cho nội dung và phương pháp tu. Trong thời gian mới bắt đầu xuất gia cho đến khoảng 5 năm đầu đó, thì việc hạn chế giao tiếp với quần chúng tại gia, sống ở trong một cái khu rừng thiền, sẽ giúp cho hành giả đó đó tăng trưởng sự tiến bộ về tu tập đó, nhanh hơn là sống ở trại hành thị. Chuyện đó là chắc chắn. Còn suốt một đời người mà chỉ ở trong rừng lo chuyên tu không, thậm chí là cực lo đến độ là không giao tiếp với quần chúng xã hội gì hết, thì những người như thế cũng chưa chắc đạt được sự giác ngộ và giải thoát, nếu không tu đúng bát chánh đạo của Đức Phật. Tuy nhiên những người như vậy rất là đáng tôn kính, tức là có bản lĩnh lớn, không sợ hãi, không cầu danh, không màng hưởng thụ, hay là xa lắm những cái cạm bẫy, những cái không gian môi trường mà nó có thể tạo cho tiền đề để những cái tàn dư của tập khí kiếp phàm đó không có cơ hội để trỗi dậy. Thì những vị như thế là có cái cơ hội là tu tập tiến bộ nhanh hơn thôi. Nếu chúng ta lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu đó, mỗi ngày khoảng lúc 7 giờ sáng Đức Phật đi vào thành khắc thực cho đến 12 giờ trưa. Khắc thực chỉ là một cái cớ thôi. Thì suốt 5 giờ đồng hồ đó đó, cái tương tác giữa Đức Phật và cộng đồng đó, nó được diễn ra. Và thông qua cái sự tương tác này đó, Đức Phật mới độ được rất nhiều quần chúng tại gia, từ việc là yêu quý mến Ngài, trở thành là Phật tử và tu tập chân lý của Ngài. Dòng trường thừa khắc sĩ đó, trong khoảng 3 thập niên đầu cho đến trước cái thời điểm năm 75, phát triển mạnh là nhờ đi hành khắc này. Vì sau này đó là mình đã định hình cái thể chế tăng đoàn giống như là chùa Bắc Tông rồi đó, thì cái mức độ tăng trưởng tu sĩ và Phật tử của hệ phái khắc sĩ bắt đầu nó bị khẩn lại. Nó giống như cái định chế tu viện của Phật giáo Đại Thừa. Cái cơ hội tương tác với xã hội đó nó bị giảm đi rất là nhiều. Sau khi dùng cơm xong đó, thì thường có những cái cuộc tranh biện, đối thoại liên triết học và liên tôn giáo diễn ra, hoặc là giữa Đức Phật với các vị đạo sĩ, hoặc là giữa đệ tử của Đức Phật và đệ tử của các vị đạo sĩ nổi tiếng, hoặc là Đức Phật ngồi ở tại tỉnh xá nơi có một cái rừng cây rất là mát, thì quần chúng vào để hỏi đạo cho đến chiều luôn, thì tối thì Đức Phật vào thực tập thiền tiếp tục, vân vân. Như vậy cái thời gian mà Đức Phật tương tác với xã hội dưới góc độ làm Phật sự đó, gần như là chiếm đại đa số thời gian của Ngài. Thì mỗi một ngày khi làm Phật sự, Đức Phật quảng khuyên các tỳ kheo gì? Này các tỳ kheo, mỗi người hãy đi đến nơi thanh vắng, ngồi dưới một và gốc cây, đặt chánh niệm ở trước mặt, rồi hít thở ra vào để mà tự mình giải quyết những nỗi khổ niềm đau của bản thân. Tức là Ngài vẫn không muốn các đệ tử của Ngài đó sa đà vào các cái hoạt động Phật sự mà quên đi cái việc mà làm cho mình đó được giác ngộ và giải thoát qua sự tu tập và qua thực tập thiền.
Cho nên á, chúng ta cứ đưa ra một thời gian biểu, ở trong một ngày cũng phải có tối thiểu một giờ thực tập thiền, nhiều hơn thì càng tốt. Ngoài ra thì phải học Phật pháp, thì ngày xưa học Phật pháp là nghe Đức Phật giảng trực tiếp, bây giờ chúng ta học ở giảng đường, học bằng sách vở, hoặc học bằng hình thức đọc kinh, hoặc là học bằng hình thức là nghe kinh. Nó nhiều cách thế học Phật pháp khác nhau so với cái thời đại trước. Cho nên chúng ta phải cân bằng các phương diện khác nhau và tu tập đúng phương pháp á, thì đến một thời điểm nào đó khi nhân duyên hội đủ á, thì người tu tập đó trở thành là những bậc giác ngộ giải thoát, khi mà tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ đã được kết thúc. Còn tự thân có việc cư trú trong rừng không thì không dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát. Các đạo sĩ Bà La Môn, các đạo sĩ Sa Môn Kỳ Na, Sa Môn Duy Phật làm công việc đó không thua gì các vị Sa Môn Thích Tử của chúng ta đâu. Nhưng mà phương pháp của họ là không đúng, là mê tín, cho nên đó, họ không đạt được cái kết quả giác ngộ và giải thoát như sự trông đợi được. Xin đi gọi khác.